dạ con xin kính chào cô chú trên cộng đồng mạng ạ. À. dạ cái clip hôm nay thì con nói về cái bà tòa te hay cô chú ha. thì con đã nói rồi mấy cái clip trước và nhiều cái clip trước nữa cô chú. thật ra cái bà tòa te này bà ta rất là ghê gớm rất là đáng sợ không như những gì mà bà giả tạo nhưng mà những cái câu nói ha bả nịnh nọt bà giả tạo bà ca ngợi bà tân bốc những cái này người người kia này nọ vậy đó cô chú thì những ai mà đang mê muội thì cứ nghĩ bà tò te được nhưng đối với bản thân của con thì con không con không bao giờ thấy bà ta được chút nào thật ra bà ta rất là lợi hại trong một cái gia đình bà ta ha cũng như là một cái nữ tướng vậy đó cô chú mình nói đi nữ tướng mà nữ tướng nó dạng như hết thời thôi ha cô chú chứ không phải mà nữ tướng như những gì mà chúng ta đã hiểu đã học và đã biết qua những cái trang lịch sử của mình đâu theo okay, cô chú thì để con nói về cái bà tòa te này bà ta rất là khi dễ người cái giọng điệu, cái cách nói chuyện của bà rất là chanh chua và thậm chí ha là con nói cô chú con dùng từ có mất dạy thì thấy nó kỳ, tại vì con là là nhỏ nhỏ tuổi nhưng mà ý là con muốn diễn diễn đạt một cái hình ảnh của một cái 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 bà già lớn tuổi mất nết như vậy đó để cho cô chú hiểu này nọ về bản thân của cái bà tòa te chứ không phải mà con hổm nghe cô chú nhưng mà thôi con cũng hạn chế né cái từ đó ra con sẽ sử dụng những cái từ nào cho nó phù hợp đó để ha mà con xưng hô với bà ta hay cô chú thì cô chú thấy không nguyên cái gia đình trọng luôn và cả một bầy đàn YouTube dơ luôn cô chú cứ tối ngày và một năm mấy hai năm nay rồi quay một cái gia đình ăn mài cộng đồng mạng và đưa lên những cái thước phim để làm chi để môi móc cái tình thương của mạnh thường quân và môi móc tiền để tiền đổ về cho cái tụi nó một cái người thì lợi dụng cái gia đình thiếu hiểu biết và cũng lười lao động nên chỉ thích đưa mặt mình lên trên cộng đồng mạng để trục lợi để mạnh thường quân thương hại để mà gửi tiền về còn á cái bọn youtube dơ này á thì nó lợi dụng những cái hình ảnh tai tiếng như nè đưa lên trên cộng đồng mạng vậy đó là có nhiều khán giả người ta tò mò. Người ta sẽ vào người ta sẽ xem, xem và người ta sẽ chửi. Vì sao một cái gia đình ăn mày mà tối ngày cứ lên trên cộng đồng mạng không biết nhục nhã. Thì nguyên cái gia đình của ông bà tò te này không biết nhục là gì cô chú nên suốt rất là thích lên trên cộng đồng mạng nghe cô chú từ ông tò te bà tò te gia đình trọng súng nói chung á trong cái gia đình này nè con thấy ha là chỉ có con thì thôi là nó có một chút xíu tự trọng thôi thì cũng như những cái gì á ở trên cộng đồng mạng chỉ trích và phê phán thì hôm nay á, là thì á, là nó ít cô chú nó ít lên trên cộng đồng mạng tại vì sao lên bị chửi không hà đâu có phải là 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 một cái nhân vật tầm cỡ hay là người nổi tiếng hay là ca sĩ diễn viên đồ này nọ mà nổi tiếng đâu mà lên phải không cô chú lên toàn là bị chửi toàn là bị bị lên án bị phê phán và bị chỉ trích này nọ cho nên là nó cũng có một chút xíu lòng tự trọng nhưng mà ha đặc biệt ở đây hôm nay á là con muốn nói bà tò te nên con sẽ đi sâu vào cái câu chuyện bà tò te thật ra bà ta là một cái người mẹ có gương mẫu hay không để cho thằng trọng súng rồi ông tò te và con dâu và tụi cháu sau này tại vì bà là cũng một cái người đàn bà phụ nữ mà cô chú đi tới cái từng tuổi này rồi sắp sửa về dưỡng già đó, mình nói gọi là tạm gọi là nghỉ hưu đi cô chú. Thì tại sao phải gây nợ nần rồi bỏ xứ đi. Thôi mình nói bỏ xứ thì bà trách thì nghe cô chú bà bắt bẻ. Tại vì bà luôn theo dõi, theo dõi các kênh phản biện coi để ai có nói cái gì không là để hả, để bà ghi nhớ là để bà lên hả là để bà phản phát lại, phản bác lại cô chú. Bà này là bà không hiền. Thì con nói cô chú gì nè, một cái người nếu mà thật sự gương mẫu và đàng hoàng, và bả lam lũ chịu xiên chịu khó chịu lao động này nọ ở dưới quê thì tại sao có cái câu chuyện hôm nay? cái câu chuyện là bà ta thiếu nợ người khác bỏ nợ đi rồi đi lên trên sài gòn rồi trong khi đó bỏ người chồng ở nhà đó buôn bán thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ tại vì cái số phận của ổng ổng gắn liền với bà tò te thì ổng cũng phải chung số khổ đó thì ha thiếu nợ người ta không trả thai gì mình đi mình nói thôi đi bây giờ tôi khổ quá rồi cô chú anh chị này nọ đó tôi thiếu nợ ai đó để từ từ tôi bán nhà tôi trả Bây giờ tạm thời cho tôi ngưng lại đi thì có ai bắt vớ có ai đi đâm chém hay giết hay này nọ gì đâu cô chú. Bả đâu phải bả một lần đầu tiên bả thiếu nợ đâu, bả thiếu nợ. Từ đó tới giờ mấy chục năm nay. Với cái bản tánh làm ít mà xài nhiều. Rồi có một số khán giả gần nhà đó nói là ổng thì rủ chè, hàng trọng thì hàng trọng súng thì cờ bạc số má con thì cũng vậy, bả cũng vậy thì con hỏi cô chú làm sao. Tại vì mình gây thì mình phải chịu và những việc gì mình làm thì mình phải đối đầu cái này tự nhiên thiếu nợ người ta hỏi nợ người ta đã xong cái bỏ đi là 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 trốn trách hết trách nhiệm đó cô chú gọi không liên lạc được với gia đình với chồng con này nọ luôn rồi ông tòa tê ở nhà thì bị người ta người ta phải tạo áp lực để làm chi để bả chồi đầu về để mà bả giải quyết nợ nần chứ bả đâu có thể nào mà bả trốn như vậy được không cô chú tiền cũng vậy ai cũng vậy làm rất là cực khổ hổ bà ta cứ nghĩ người ta giàu rồi thôi đi ha mình bắt quá mình giật đi đi này nọ cái rồi từ từ gọi đầu cũng im xuôi thôi tôi nói bà nghe gì nè bà tò te trên đời này á không có cái miếng bánh nào mà cho bà ăn á mà miễn phí đâu đó tôi nói bà những người đang quay bà cho bà cái này cái nọ cũng lợi dụng bà lợi dụng hình ảnh tai tiếng của gia đình bà mà không phải mà bà không biết mà bà cho người ta lợi dụng để làm chi bà cũng hưởng lợi đó đó là hợp tác đôi bên cùng có lợi đó phải không cô chú rồi ha xong người ta lợi nhà Người ta tạo áp lực trong Tò te Thậm chí người ta tạc sơn chọi những cái đồ hôi thúi vô trong nhà Rồi đổ cái keo của cô chú vô trong cái ổ khóa làm chi Để cho ông Tò te không được vô nhà ở luôn Tự nhiên cái bà bỏ đi rồi chồng con mà sống phè phè ở đây hả không có chuyện đó đâu đó người ta làm ra đồng tiền cho bà hỏi tiền thì người ta rất là cực khổ và người ta đã lăn xả và người ta hả chịu đắng nuốt cay này nọ mới có ra cái đồng tiền để cho bà hỏi chứ không phải tự nhiên bà nghĩ tiền ở trên trời xuống này nọ vậy đâu giàu đâu rồi bà hỏi cái bà giật đi của người ta à thì người ta phải như vậy chứ làm sao đó cô chú thì như vậy phải không cũng không liên lạc bả đi là bả cắt đứt này nọ ông tò te với thằng trọng súng hết trơn vậy đó cô chú mà khi mà cô chú nè lên nói là bả bỏ trốn đi lên trên sài gòn trốn nợ rồi bỏ chồng con ở nhà bắt đâu có chịu cô chú như vậy bả không phải là bả bỏ chồng con bác nghe cô chú mà bả đi đó bả đi bả đi mình ơn bả anh vậy đó là bả không liên lạc vậy trơn thằng trọng súng nó không có liên lạc được với mẹ nó nè thì sao nó kêu mẹ nó về giải quyết được mà trong khi đó người ta đã tạo quá trời áp lực rồi thì thằng trọng nó muốn khùng rồi thì buộc nó lặn lội đó nó lặn lội lên trên sài gòn chi mục đích của thằng trọng súng là lội đi tìm mẹ và mượn các kênh youtube mà đã từng giúp đỡ nó đó cô chú để quay lên để tới tay mẹ nó rồi cái ý đồ của con trọng súng cũng một phần nữa coi coi có ai cho gì thì đỡ nấy đó cô chú tại vì ăn mài quen rồi và luôn đem cái câu chuyện gia đình mình đi ra để cho cộng đồng mạng thương thông cảm và chia sẻ một phần nào đó vì vật chất đó là bản tánh của cái gia đình này như vậy đó cô chú thì bà tòa ta khi mà gặp rồi thì bà mới về giải quyết nợ nần cái bà tò te đang thắc mắc đây nè cô chú là tại sao biết bà Dư á, vài trăm triệu đâu, bốn trăm triệu thì con đã nói rồi. Những cái gì thì con đã phân tích trên những cái thức phim của tụi nó đưa ra chứ tụi con đâu có thể nào mà đặt ra cái câu chuyện hoặc là tự nói được cô chú không Thì đây nè, như những gì bà nói, bà chỉ thiếu nợ có vài chục triệu thôi thì cái clip này là con đã nói rồi nhưng mà bây giờ con tổng hợp lại thằng trọng súng cũng vậy chỉ có vài chục triệu thôi thì con hỏi cô chú bán cái nhà chính miệng bả nói 500 triệu thì con hỏi cô chú á rồi là trả hết bao nhiêu rồi tiền người ta cho bả thì có phải bả còn dư ba bốn trăm triệu không cô chú rồi bả làm lụng này nữa nè đó thì tại sao khi cái bà ta này nghe cô chú về thằng trọng ông tò tê thậm chí ai cũng vậy bên cái tụi nó là gì nè cô chú thích chứng minh khi mà nói quan đó nói quan ha không chính xác gì này nọ cái số tiền của bả thì bả sẵn sàng bả kêu về quê với bả này nọ đi rồi kêu các kênh youtube đó bả luôn lúc nào cũng chứng minh thích chứng minh ủa bây giờ nói đâu 400 triệu bà không có chịu phải không tại vì không có đúng phải không vậy là còn hay là khoảng 390 triệu thôi đúng không đó với cái bản tánh bà này là gì nè là cô chú bả rất là chanh chua và bả rất là, là 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 lợi hại cái miệng lưỡi của bả là dữ lắm ai nói ha bả còn dư đâu có 400 triệu này nọ không tin dắt về quê này nọ ủa làm chi vậy đó là tôi phân tích những cái thước phim cũng chính miệng bà nói ra và những cái thằng youtube kia nó quay thì tôi phân tích thôi thì tôi sâu chuỗi lại có nghĩa những cái thước phim bà quay bà đưa lên á rồi bà nói dốc nói láo bà không nhớ để chi để hồng qua mặt được khán giả cho nên là tôi là người ở ngoài cuộc và tôi là phản biện và tôi dịch trần những cái thủ đoạn của những cái con người như bà và gia đình bà và những cái thằng YouTube dơ để lừa để hòng qua mặt khán giả thì tôi phải dạch ra. Thì tôi phải sâu chuỗi lại để cho khán giả của tôi hiểu cái câu chuyện là có đúng như những gì bà đưa lên không. Thì cô chú thấy không? Bà ta luôn lúc nào cũng lên nói khi mà đụng tới cái 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 quyền lợi của bà là bà sẵn sàng đáp trả với cái giọng điệu chua ngoa và chanh chua nghe cô chú chứ bà không có hiền đâu cái bà tò te này không hiền đâu cô chú rồi về quê hỏi làm cái gì Đó là cái câu chuyện riêng tư của bà Và tụi tôi chỉ thấy cái gì là tụi tôi phân tích cái đó thôi Còn có không có cũng của bà Bà có thì bà xài còn không có thì kệ bà Nhưng mà tôi dám hứa với bà một trăm phần trăm là tụi tôi không bao giờ vu quan Vu khống gì cho bà hết trơn Nếu mà bà cảm thấy vu quan này nọ thì bà làm đơn bà thưa tụi tôi đi đó rồi để tôi đưa ra những cái chứng cứ và những cái gì đó cái cơ sở nào mà để tôi phân tích được như vậy thì chính miệng bà nói rồi sao nè người ta cho bà cái gì đó cho ông tò te cái gì đó rồi sao bà không sao kê bà không liệt kê ra đi rồi sao bà không chứng minh đi rồi cái số tiền á bà bán bao nhiêu á thật sự đó sao từ từ một năm mấy hai năm nay đó bà không sao kê bà không liệt kê ra đi để cho cộng đồng mạng biết và cộng đồng mạng hiểu rõ và bà bán ngôi nhà bao nhiêu và bà trả nợ bao nhiêu này nọ đó sao bà không đưa đi hay là bà hãy chỉ nói bằng cái miệng của bà thôi bà nói bao nhiêu mà không được ai mà tin trong khi mình đang ăn mài thì đương nhiên là mình phải nói hết trơn rồi này nọ rồi thì mới đi ăn mài được chứ bà nói là trong túi bà có tiền vài trăm triệu vậy đó ai cho bà có phải bà lợi dụng không bà lợi dụng sự sự tin tưởng và sự yêu thương của cộng đồng mạng đó để bà trục lại bà nói dốc nói láo đó bà che giấu bà đâu có nói đúng sự thật đâu nguyên cái gia đình của bà là không có ai mà nói nói sự thật hết chân cô chú toàn nói dốc nói láo để làm chi để cho mạnh thường quân thương giúp đỡ thế nay tiền còn và sức khỏe cũng còn và nguyên một cái gia đình như vậy không có người nào bệnh hoạn và cũng không có phải tốn một cái khoản tiền nào đó để mà chị bệnh mỗi ngày này nọ gì cô chú đó chỉ cái ăn rồi cái làm giàu thôi tiền thì cũng có để dưỡng già rồi đó mà tại sao không chịu làm để lên trên cộng đồng mạng mỗi ngày mỗi ngày ăn xin ăn sỏ làm chi rồi ăn xin ăn sỏ thì thôi đi đưa lên trên cộng đồng mạng làm chi đưa lên đây thì tụi tôi có quyền tụi tôi nói tụi tôi phân tích ủa mắc mới gì cuộc sống của mình mà tại sao cái gì mình cũng phải đưa lên trên cộng đồng mạng rồi cái câu chuyện tiền nông của mình cũng vậy luôn đó người ta cho đó cô chú có bao giờ dám mà nói ra này nọ rồi đưa lên trên cộng đồng mạng đâu ém như là mèo ém cái gì vậy đó cô chú con nói vậy đó rồi khi mà hôm nay nói đâu 400 triệu thì bà ta không chịu nha Tỏ ra thái độ rất là phẫn nộ Tại sao mà nói tôi có số tiền lớn như vậy Trong khi á là chỉ có 390 thôi Mà tại sao nói tới 400 chi để cho cộng đồng mạng Thấy tôi giàu quá không giúp đỡ tôi nữa làm sao hay bà tòa te Cái ý bà làm gì phải không Hay là cái ý bà nói tôi với bà tòa te bây giờ thiếu nợ Có hết nợ rồi nhưng mà không có tiền này nọ đâu Cô chú nào á có thương yêu thì gửi về hay làm sao bà muốn tụi tôi á là trao chuốt này nọ nịnh nọt bà hay làm sao những cái chuyện đó tôi không bao giờ làm được và tôi không thể nào mà tôi hùa theo một cái thành phần một cái gia đình gì đâu mà tối ngày chỉ thích lên trên cộng đồng mạng rồi ăn nói xàm xí đú thậm chí phát ngôn rất là bừa bãi nói ra những câu rất là nhạy cảm và phản cảm luôn cô chú bà Tò te này nè là bà này là không có dừa cô chú nhớ không nói anh nhóc hỏi làm sao không kêu anh nhóc hỏi là mặt chú mỏng như cái da lờ của con à, con con trâu nái với con heo nái thấy không già dạ, mất nết không đó. rồi ông tò te lên phát hôn bậy bạ đó Nói nhóc hợi bộ chui vô quần của ổng hay gì hồ theo con ngựa ngu một quần đó nên mới biết ổng cứng mềm thấy không thấy già này cũng có nết không ngộ nghe cô chú bả nghe là ý bả là bả là 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 nữ tướng trong gia đình là bả có quyền nói xấu con trọng nói xấu con thì nói xấu ông tò te nhưng mà mình đó nghe đụng tới bả là không được nghe cô chú tại vì à, là bả là bà nội của 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 thiên hạ này mà nên là bả không có cho ai mà đụng chạm tới bà, à, tại vì bà, bà là bà cố nội của thiên hạ luôn chứ không phải bà nội thiên hạ. Tại sao người phụ nữ gì đâu mà tối ngày lôi con mình ra, lôi con dâu mình ra nói xấu, lôi chồng mình ra xấu, thậm chí mà nói mà chê mà dè biểu cái môi nó đưa, con nói như cô chú như đưa, đưa phà vậy đó, nói vậy đó, bà tò te lại vậy đó, bà thuộc là cái dạng vậy đó. Ngộ thiệt, chuyện của mình mà mắc mới gì mình phải lôi lên trên công đồng, cộng đồng mạng thì ví dụ đi, mình á ăn xin ăn xỏ mình muốn lợi dụng người khác để cho mình cái này cái nọ thì ít nhất mình phải như thế nào để cho cộng đồng mạng không dậy sống còn trong khi đó ông tòa te như vậy đó thằng trọng như vậy đó đó mà tiếp tục ai cho là cứ việc lấy không thể nào mà từ chối mà mở miệng lên là tôi không có xin ai à đó không có xin ai nhưng mà ai cho thì tôi lấy đó bà tòa te là diện nghe cô chú đó bà làm sao mà bà mở miệng mới xin được cô chú đó bà còn sức khỏe nó bà lao động được bà thậm chí bả mới bán nhà bả dư một số tiền như vậy đó mà xin cũng đâu có ai cho đâu cho nên không bao giờ nhắc tới cái câu chuyện xin xỏ hay là tiền bạc có tiền dư giả này nọ nghe cô chú nha để chi để cho khán giả hoặc là hoặc là mạnh thường quân nào mới vô không có hiểu cái câu chuyện này nọ đó tưởng đâu thấy bà tội nghiệp này nọ là cho cho thì lụm chỉ biết xè tay lụm không thì phải chịu thôi phải chịu gạch đá của dư luận thôi Tại vì nếu mình có lòng tự trọng Mình có sĩ diện Thì mình đừng có nhận đồ của người ta Đó mình đi làm đi tự làm tự mua đi Đó dòng của thiên thì phải trả địa thôi Cái giá của cái sự Của cái người á Mà chỉ thích ăn xin ăn mài trên cộng đồng mạng Và muốn hả môi tiền hả Của mạnh thường quân gửi về Thì kết cuộc của cô chú Ông trời không cho tội nguyện Ông trời ổng sẽ dạch mặt ra Và để lộ gõ bản chất của cái, cái 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 nhóm này đó cô chú để làm chi để đừng có lừa được mạnh thường quân nữa mạnh thường quân người ta rất là tội nghiệp người ta làm người ta không dám ăn người ta gửi nó cho mình tại vì sao tại vì người ta muốn chia sẻ đó cho một chút nào đó, đó. tại vì cảm thấy là thấy thiếu may mắn hơn người ta nhưng mà người ta chia sẻ lộn người rồi lộn hoàn cảnh rồi cho nên cô chú mạnh thường quân nào hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi mình giúp một ai đó mình tìm hiểu cho kỹ rồi mình hãy hãy giúp đỡ rồi cái hôm nay bà bảo vệ cái con ngu ngục quần vàng phúc ngã năm chuồng chó bà năn nỉ ỉ ôi bà xin vợ chồng yến thanh bỏ qua bà có thật sự là bà bảo vệ ai đó hay là bà bảo vệ quyền lợi của bà cô chú bà sợ nè con ngu ngục quần với phúc ngã năm chuồng chó ít nhất cũng cho cái này cái nọ bao giờ nó sợ tụi này rồi nó không dám lại quay thì bà mất quyền lợi nên bà sẵn sàng bà ra sức bà bảo vệ và sẵn sàng của chú thằng bà phỉ bán thằng chồng của bà ăn nói bậy bà hòm hồ hò. bà tân bốc bà bảo vệ coi bà coi ha hai cái người kia hay là như á là cha là mẹ của bả vậy đó cô chú